Trong tập 5, những lời chia sẻ chân thành và xúc động của khách Việt đã giúp Vương Anh hiểu ra mọi nhẽ. Tuy nhiên, sức khỏe yếu cộng với một chút thiếu tập trung đã khiến anh mất đi cơ hội được bắn đạn thật trong bài bắn súng AK. Cũng ở bài bắn này, Cùng Huy đã phát hiện ra mình sợ tiếng nổ. Không dừng lại ở đó, buổi huấn luyện bơi vũ trang đã chứng kiến sự cố khi Cùng Huy bị đuối nước và phải cần đồng đội hỗ trợ. Tập 6 sẽ cho chúng ta biết những diễn biến tiếp theo. Em nghĩ Huy cũng không phải nhiều đuối, nhưng bạn ấy đang là một người mà đang cần rất là nhiều cái sự trải nghiệm cuộc sống hơn để có thể làm bạn ấy mạnh mẽ hơn. Thả lỏng ra đừng có gồng lên. Thả lỏng chân ra. Lỏng ra. Từ vận động rồi. Lúc đấy em cảm thấy khá là buồn, em xấu hổ. Và lúc mà em được mọi người sơ cứu xong rồi ạ, không, lúc đấy thì vẫn còn đau thôi, nhưng mà em cố gắng làm sao để em kịp tiến độ với mọi người, bởi vì em biết là em chậm thì là mọi người cũng sẽ phải chờ em. May không chú bơi khóc rồi đã. Lúc đó em cảm thấy bất lực lắm. Em cố giữ nước mắt lại để cho mọi người không thấy là mình yếu, nhưng mà nó cứ trào ra như thế thôi. Tôi thấy rất là vất vả, nhất là trong những thời hiện khí hậu mà khắc nghiệt, đang mùa lạnh như này, phải gói ghém đồ đạc rồi là đóng gói cho đúng không bị ướt, rồi phải bơi. Vì lý do cá nhân nên tôi phải mặc một cái áo thu đông. Lúc lên bờ rồi nước nó cứ thấm vào người mà nó không trôi đi, là mặc cái áo nó cứ ướt mãi còn lạnh hơn. Tôi nghĩ là quan trọng nhất đó là cái việc khởi động và cái việc nắm rõ về cái kỹ thuật bơi. Tôi đã dùng ý chí để tôi làm tất cả, nhưng có những cái thứ mà đến hôm nay thực sự tôi cảm thấy bất lực. Và tôi phải nhờ đến đồng đội của tôi. Tôi cảm thấy tôi rất là kém cỏi. Đơn vị cũng biểu dương tinh thần của đồng chí Huy. Thế hôm nay đồng chí thấy đồng chí Vương Anh như nào? Tôi nhìn thấy một Vương Anh trưởng thành hơn rất nhiều. Anh ấy có một sự quyết tâm rất là cao. Vấn đề của tôi hôm nay là tôi tìm mọi cách để tôi đẩy cái gói phao ở đấy đến một cách nhanh nhất. Thì thành ra là tự nhiên chân tôi cứ thế mà đạp, chứ thực sự là đôi tay và đôi chân của tôi rất là mệt mỏi. Đồng chí bắt buộc phải vượt sông, thì trong tình huống chiến đấu thật sự thì đồng chí làm thế nào? Thì tôi sẽ làm như lúc nãy, tôi chạy xuống và trời lạnh tôi gào ầm lên. Bởi vì mỗi lần tôi gào lên là kiểu gì tôi cũng làm khá hơn cái lúc mà tôi im lặng.
Thế đồng chí gào lên để lộ bí mật để máy bay địch để đến để... Khi nào có địch thì tôi sẽ không gào nữa và tôi sẽ tìm cách khác. Ngày hôm qua em trượt sang nhắc theo rằng ngày mùng 8 tháng 3 em muốn đi mua hơ xăm. Trượt giật mình âu lo rồi vội vàng chém giò. Anh muốn tặng anh em một món quà. Quà? Bây giờ nhá, xin cho anh mỗi một mượn một cái đàn guitar. Anh sẽ sáng tác một bài hát tím ngày chia tay, anh sẽ hát cả đại đội nghe. Đàn guitar? Được. Buổi tối ngày hôm nay, tôi đảm nhiệm lên lớp huấn luyện cao trí bài đạo công sự, cách ngụy trang công sự. Bố làm bắn, trường hợp vận dụng khi gần địch để bảo đảm an toàn cho người và vũ khí. Điều trưởng chỉ huy tiểu đội về vị trí luyện tập, bắt đầu. Tiểu đội 6 chú ý này. Thời gian tác chiến, lúc 0 giờ, ngày N. Lực lượng địch phòng ngự ở điểm cao 110, khoảng 1 tiểu đội bộ binh sử dụng hỏa lực bắn ra các khu vực điểm cao 32, sử dụng đèn pha pháo sáng quét ra các khu vực xung quanh nhằm phát hiện ra lực lượng của ta triển khai. Hết tình huống. Đó. Anh nhìn cái vết gì mà đào? Đất cứng. Tiểu trưởng tiểu sáu chú ý. Đào đi, vẫn đào bình thường. Nó bắn thật à? Nó nổ ngay trên đầu mình. Nó như một cái bản năng của em vậy. Cứ nổ cái lại bị giật mình. Nó vướng em nữa. Rồi mũ quay về phía sau. Bỏ mũ vào. Đội mũ như này mà. Đây ạ. Rồi cửa sau nhanh chóng đẩy lên tốc độ. Tôi không hề giật mình một chút nào. Vẫn đạn bắn thì vẫn thản nhiên đào. Chưa quen với cái kinh nghiệm cái việc cứ nằm. Hoặc là thỉnh thoảng lại có cơ động đèn chiếu rồi đạn bắn. Mình vẫn phải nằm, mình vẫn nằm và mình để mình đào như này. Thật là rất khó, rất tốn sức. Nếu mà không nhổm dậy thì không thể đào được. Còn mà nhổm dậy thì địch bắn là cái chắc. Chia tiểu trưởng tiểu 6 chú ý. Lúc 4 giờ, ngày N sẽ hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng nổ súng. Lệnh của đồng chí trung đội trưởng, tiểu trưởng tiểu 6 chỉ huy tiểu đội nhanh chóng đào công sự, bảo đảm yếu tố bí mật. Đào nhanh lên, khẩn trương lên. Nó không trúng thì vẫn phải đào chứ. Vẫn đào. Wow. Ớt hết nước bị trang đi. Lấy sáng ớt, lấy sáng. Giật mình rất nhiều lần nhưng mà tập trung vào việc đào thì em lại quên được tiếng nổ. Lệnh của đồng chí trung đội trưởng tiểu 6 nhanh chóng đào nhanh công sự. Sẵn sàng nổ súng.
đào sâu về sau không ạ? Đường 6 tôi đặt. Với ông chia vẹt cho tôi hỏi, ông chia đào được bao nhiêu phần trăm công sự? Tôi nghĩ là tôi đào được khoảng tầm 50% ạ. Bao nhiêu? So với công sự này, với công sự đồng chí đào ở đây là được bao nhiêu phần trăm? 20%. Tôi đồng chí anh, quá trình đào chúng tôi thấy đồng chí là luôn ngổm dậy đào như vậy, đúng hay sai? Là sai ạ. Cái cách tôi nằm xuống đào như thế tôi hoàn toàn tôi không có lực, thành ra cái tiến độ rất chậm. Nếu mà đồng chí đào như vậy, đồng chí ngổm như vậy để lộ bí mật như vậy thì đồng chí đồng đội của đồng chí có còn sống ở đây không? Dạ rõ. Với đồng chí Huy thì ông chi đào được bao nhiêu phần trăm? Tôi nghĩ cũng phải được 5% rồi ạ. Trong cái lúc mà địch bắn liên tục và soi đèn pin liên tục như vậy thì tôi nghĩ là tôi không nên đào nữa, mà tôi nên tìm một chỗ nào đó núp vào và tôi chống lại kẻ địch. Thế ví dụ nó không có con vị trí như thế thì ông chi làm nào? Tôi nghĩ là tôi đã hy sinh ạ. Căn cứ vào nguyên tắc chỉ ra là khi tiếp cận gần địch là ta phải bí mật và đào công sự, bảo đảm tính mạng, bảo đảm an toàn cho người và vũ khí trang bị, và triển khai đội hình theo đúng ý định. Và đồng chí lại bảo kiếm một chỗ vị trí nào đồng chí lúc thì đồng chí đi đào công sự làm gì? Tôi xin lỗi ạ. Một ngày rất dài kết thúc bằng một bài học ý nghĩa. Bài học đó không chỉ dành riêng cho Cung Huy mà cho tất cả những ai đang sống và chiến đấu trong quân ngũ. Họ đang từng bước trưởng thành. Lựu đạn được trang bị cho từng chiến sĩ trong quá trình chiến đấu nhằm sát thương tiêu hao sinh lực địch. Đứng ném lựu đạn chuẩn bị. Đội 1. Cử động 2. Hết cử động 2. Cử động 3. Nhưng mà cứ cầm cái mỏ mìn là nó sẽ không nổ đúng không? Quỳ đếm lưu đạn chuẩn bị. Chuẩn bị về tư thế. Lúc 1. Lúc 2. Lúc 3. Nằm ném lưu đạn chuẩn bị. Một, hai, ba. Ôi tập. Một là rút chốt. Một. Cho em bỏ khẩu súng được không? Em chưa quen, em cầm khó quá. Cầm súng, dùng ngón trỏ để giữ chốt, tay phải giật mạnh xuống. Giật mạnh. Đấy. Hai. Hai này, trùng hết về sau. Sau đó dùng sức bật của chân và đùi phải, và sức dướn của sườn bên phải, và sức hút của cánh tay. Ném mạnh lựu đạn. Thời cơ buôn lựu đạn. Đúng mạnh. Cầm chắc còn lỗ lát tay không ra. Ê! Nằm lại. Ê! Làm lại. Ném. Nào ném về người nhau ra. Phi về trước cầm súng chiến đấu luôn. Lắm cơ mà đang lắm cơ. Làm lại. Ba! Lắm đi. Vẫn chưa được, nắm lại. Quỳ ném lựu đạn, chuẩn bị. Đứng dậy, nắm lại. Hốt. Hai. Ba, lên.
Nào, kém trọng như nào? Đang quỳ mà quỳ thì quỳ xuống. Xem quỳ chân trái chứ. Chân... Gọi đồng chí anh một lần nữa. Đồng chí có quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ hay không? Có ạ. Thì tôi hỏi các đồng chí có quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ không? Đồng chí Huy. Dạ. Dạ. Đồng chí đang cảm nhận như nào? Tôi cảm thấy rất bình thường ạ. Có chắc chắn không? Chân đang run kìa. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí anh. Có. Đồng chí cảm nhận thế nào? Tôi cảm thấy rất sợ. Nhưng mà tôi sẽ làm được. Nếu các ông chí có, ông chí hô quyết tâm 3 lần to. Quyết tâm. Bắt đầu hội thao. Đồng chí Huy. Có. Vào vị trí. Rõ. Đứng đem điều đạn. Chuẩn bị. Ủa tay. Đào tay, chú ý màu vịt. Đứng đem điều đạn. Em. Đứng mạnh xuống. Rất mạnh. Rất. Nhớ mạnh không? Sao? Sao tập trung? Tập trung mà em ơi, bình tĩnh đi. Bình tĩnh Huy ơi. Chưa lấy đấy ra rồi. Chưa mở chốt an toàn ra. Chuẩn bị quả thứ hai. Cố Huy ơi. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh làm thôi. Tính rồi. Lúc đấy thì em chẳng nghĩ được gì ngoài cái việc là em đang cầm một đống thuốc nổ trên tay cả. Mà nếu mà em bỏ tay ra một cái là coi như nó nổ, là coi như là em tiêu đời. Rút chốt an toàn. Đứng tay về trước. Nào. Em đã cố gắng bình tĩnh hết mức rồi nhưng mà sự sợ hãi nó đang lên quá cao hay sao ấy mà tay em cứ run run run. Mạnh ra. Đưa tay về trước. Lên. Đúng là như một cái bản năng ấy. Em đã cố gắng kiềm chế nhất rồi. Hít sâu thở đều làm đủ các thứ trên đời mà cứ nổ là em bị giật mình. Chuẩn bị lưu đạn. Chốt rút mạnh. Lên. Để tự thân chiến đấu. Hội tập. Sau quay. Bây giờ đồng chí bình tĩnh lại được chưa? Dạ tôi bình tĩnh rồi ạ. Nào hít sâu. Thở đều 3 lần. Được chưa? Tôi ổn hơn. Tôi ổn. Tôi ổn hơn rồi. Chị hết sợ chưa? Tôi đã hết sợ. Năm. Một. Hai.
tiếp quá an toàn nữa ra. Em. Mà tôi sẽ chiến đấu. Chết. Quỳ đem đi loạn chuẩn bị. Rút cho toàn. Đưa tay ở phía trước. Sẵn chưa? Rồi ạ. Em. Đi tiếp chưa? Chết. Em có mấy anh kể quả thật chưa? Con nổ to hơn. Quả thật. Quả thật. Quả này quả thật luôn nữa. Rút chốt an toàn. Chống tay xuống đất. Cả hai tay. Ném. Súng đâu? Chị ném xong thế nào? Vẫn thấy tay ạ. Vẫn thấy gì? Tay ạ. Tay em vẫn còn. Có run không? Có. Nhưng mà tôi tin chắc tôi làm được ạ. Đứng ném, chuẩn bị. Em. Anh chơi một mình đi, trò này không vui. Rủ em chạy thì em chạy cùng. Em. Mày đi ra chứ đâu. Đồng chí Cung Huy. Dạ, có. Điểm yếu nhất của đồng chí là tâm lý sợ hãi. Nếu người lính có tâm lý sợ hãi như vậy thì ta không thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được. Có khi lại lùi bước trước quân thù. Như thế này ta chưa ăn thua gì so với trong diễn tập, trong bắn chiến đấu và trong diễn tập phòng tổng hợp. Nên là đồng chí phải chiến thắng được nỗi sợ hãi của chính bản thân mình và vượt qua khó khăn, thử thách. Bài huấn luyện ném lựu đạn trong buổi sáng đã thêm một lần nữa giúp Cung Huy nhận ra điểm yếu của mình so với hai người đồng đội. Giờ là lúc ngủ một giấc thật sâu để sẵn sàng cho buổi huấn luyện chiều. Chí chú ý, tại vị trí chúng ta đang đứng chân là sườn Tây Nam, điểm cao 30. Nhiệm vụ của trung đội thực hành vượt sông và khu vực đèn và để thực hiện nhiệm vụ. Tiếp theo, đội hình vượt sông là đội hình chữ A. Người cách người từ 5 đến 7 mét, về tốc độ từ 2 đến 2,5 mét trên giây. Quá trình vượt sông yêu cầu các ông chí thường xuyên nắm chắc tình hình và vượt sông bảo đảm an toàn. Các ông chí rõ nhiệm vụ chưa? Rõ. Những kỹ năng bao gói quân tư trang trong buổi học bơi hôm trước đã được mang ra ứng dụng cho nhiệm vụ vượt sông lần này. Sông sâu và quãng đường bơi cũng dài hơn, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thử thách cho ba chiến sĩ trẻ.
Tiểu 4, tiếp lên. Báo cáo với đại trưởng, tiểu 4 đang tiếp lên. Càng ngày càng xa vậy. Bơi đi, không chìm đâu, bơi đi. Khó mà từ từ em ơi. Không đi. Bám hai tay vào thôi. Những cái đoạn đầu tiên thì lạnh quá. Ta bắt đầu cầm tạt vào người. Bước đi một lúc, đến khi nào mà em úp hẳn xuống thôi, tức là bắt đầu quen với nước rồi là em có thể em đạp. Em nhìn đúng thẳng vào cái túi em đạp, em cứ kiểu em như này, em đạp thế này, kiểu mắt vô hồn luôn đấy. Chưa anh vượt sông chưa để ướt quần áo không? À, nhờ có các đồng đội giúp đỡ tôi không bị ướt quần áo ạ. Đồng chí đôi bơi đúng đội hình vượt sông không? Dạ đúng ạ. Người cách người bao nhiêu? Mỗi người cách nhau 2 mét ạ. Chia Huy, mỗi người cách nhau bao nhiêu? Mỗi người cách nhau 5 đến 7 mét. Đoạn nào nó mệt nhất? Đoạn nào tôi cũng cảm thấy mệt ạ, nhưng mà với tinh thần được rèn luyện tôi cảm thấy không mệt. Vì nhân dân quên mình. Đoàn vệ quốc chúng ta từ dân mà ra, được dân quên, được dân quên muôn phần. Người thương ơi hát lại sao mà làm đâu không. Báo cáo đồng chí là đội trưởng. Đồng chí về đơn vị sau đó cất quân trang vũ khí, sau đó ra gặp người thân, có chưa? Rõ. Đi. Bố mẹ Huy về đây à? Em không biết, theo chương trình cho phép. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Đoàn vệ quốc chúng ta là con dân mà ra, được dân tên, được dân yên muôn phần. Chia ra chúc khách đi. Rất cảm ơn ạ. Mệt thì mệt, nhưng mà giờ mới hiểu bố nói ngày xưa đi bộ đội như nào. Ôi mẹ. Lúc mà em ở ngoài ấy, thì em khá là mặc cảm với nhiều người. Em bị khép mình lại. Nhưng mà đến khi mà em vào đây ấy,
không ai biết em cả. Em được thể hiện chính cái bản thân của mình ra. Có nghĩa là một cái tình cảm san sẻ đoàn kết nhau mà rất lớn ở trong quân đội. Có lẽ là không phải bất kỳ môi trường cuộc sống nào nó cũng tạo nên cái điều kỳ diệu như vậy. Mục đích của em vào đây là để em huấn luyện bản thân em. Em cảm thấy là có bao nhiêu cái xấu thì nên buông hết ra. Bởi vì nếu em giữ trong người thì em sẽ không thay đổi. Nhất là ở trong cái môi trường mà tất cả mọi người rất quan tâm nhau như thế này.